Nga tập kích trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tập kích một trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine gần thủ đô Kiev. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 27 tháng 2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã gây ra nhiều thiệt hại cho phía Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Đặc biệt, một phi dụ tập kích chính xác của Nga đã đánh trúng một trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine tại khu vực khu định cư dovady ở dùng thủ đô kiev một trung tâm tình báo điện tử của quân đội ukraine đã bị đánh trúng ông konashenkov tuyên bố ngoài ra quân đội nga cũng mở một chiến dịch tiến công lớn tại mặt trận Kubians, gây ra nhiều tổn thất cho phía ukraine tại các khu vực logan và Kharkov. tại khu vực Kubians, các đơn vị của nhóm tiến công phía tây đã gây ra nhiều thiệt hại cho binh lực và trang thiết bị quân sự của đối phương tại các khu định cư novosilovskoye thuộc cộng hòa nhân dân logan cũng như các khu định cư Vuresnaya, Dryanikovka, Masiotovka, Onsana, Limen, Berry, Yasinkovka ở Kharkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga nói. Trong các trận giao tranh dữ dội trên, Nga tuyên bố đã lọt khỏi dòng chiến đấu 70 binh sĩ, 3 xe bọc thép cùng hai phương tiện quân sự khác của Ukraine Mặt trận Rasny Limen ở miền Đông cũng chứng kiến nhiều trận giao tranh giữa các binh sĩ Nga và Ukraine. Các binh sĩ thuộc nhóm tiến công trung tâm với sự yểm trợ của lực lượng hàng không chiến thuật pháo binh và súng phun lửa đã tập kích các đơn vị Ukraine tại công hòa nhân dân Donetsk và Lugansk. Đây là một phần của kế hoạch tác chiến tại hướng tiến công Rasny Limen, ông Konashenkov nói. Theo thống kê từ phía Nga, quân đội Ukraine đã mất khoảng 140 binh sĩ, 3 xe bọc thép, một pháo tự hành Vostika cùng một lũ pháo D-20 tại mặt trận này trong ngày qua. Tại khu vực Atomos, quân đội Nga đã phá hủy một kho đạn cùng một đài radar phản pháo được cho là thuộc về lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Ukraine. Đơn vị này trước đó đã gây ra nhiều thiệt hại cho Nga tại mặt trận Donetsk. Cũng tại Donetsk, Nga khẳng định đã phá hủy một tổ hợp tên lửa phòng không Buk M1 cùng một đài radar 36D6 của quân đội Ukraine, lực lượng phòng không Nga cũng tích cực tham chiến trong ngày qua và đạt được một số kết quả đáng chú ý. Theo Trung tướng Konashenkov, 4 quả tiễn từ pháo phản lực phóng loạt HIMARS cũng như 5 phương tiện bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ. Bộ Quốc phòng Ukraine hiện cho lên tiếng bình luận về những thông tin trên. Nóng Nga-Ukraine ngày 28 tháng 2 Giao tranh phức tạp nguy hiểm ở cháu lửa Bamut, Nga tuyên bố tấn công cơ sở tình báo của Kiev. Giao tranh ở chảo lửa Pamut đang rất phức tạp và nguy hiểm. Nga tuyên bố tấn công trung tâm tình báo của Kiev. Giám đốc CIA nói, Nga có thể sẽ đề nghị giúp đỡ chương trình tên lửa Iran để đổi lấy diện trợ quân sự. Nóng rực chảo lửa Pamut Theo hãng tin Yurinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 27 tháng 2, quân Nga đã 8 lần dội tên lửa và 28 cuộc không kích, trong đó có 12 lần dùng máy bay không người lái UAV Shahed-136 do Iran sản xuất phía Moscow đã hơn 55 lần đã pháo phản lực bắn loạt giao lãnh thổ Ukraine. Bộ này cảnh báo nguy cơ tấn công bằng tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine vẫn ở mức cao. Ngày 27 tháng 2, đại tá Yuri Madja, chỉ quy lữ đoàn cơ giới đặc biệt số 28 thuộc quân đội Ukraine cho biết, tình hình xung quanh thành phố Bamut là cực kỳ khó khăn. Tình hình cực kỳ khó khăn trên tất cả các hướng ở Bamut hôm nay 27 tháng 2. Họ, quân Nga, muốn bao vây chúng tôi, chúng tôi không có đủ phương tiện phản công, không đủ đạn pháo, không đủ súng phóng lựu, về chỉ huy này nói. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng cho biết tình hình ở Bamut ngày càng trở nên khó khăn hơn. Theo ông, quân Nga liên tục phá hủy mọi thứ có thể được sử dụng để bảo vệ các vị trí của chúng tôi, theo đài CNN. Theo hãng tin Al sasira các lực lượng Nga đang cố gắng khép dòng dây xung quanh thành phố Bamut, tỉnh Donetsk, khi mưa và băng tan đầu mùa xuân đã biến chiến trường miền đông Ukraine thành bùng lầy, Điều có thể cản trở cả hai bên khi họ cố gắng giành thế chủ động trong cuộc chiến. Ông Matya cũng thừa nhận thời tiết cũng là một vấn đề đối với lực lượng Ukraine, sương mù dày đặc ban đêm không nhìn thấy gì. Ngày thứ ba liên tiếp nhiệt độ trên không độ C, mọi thứ tăng chảy, độ ẩm khủng khiếp, mưa liên miên vào ban ngày ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Ông nói, tuy nhiên về chỉ huy phủ nhận bị Nga bao dây ở Bermuda. Theo hãng thông tấn TASS ngày 27 tháng 2, chuyên gia chính trị quân sự Jan Gazin, cố vấn của người đứng đầu tạo quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng cho biết, các lực lượng Nga đã cắt đứt mọi nguồn cung hậu cần cho lực lượng Ukraine ở Pamut và tất cả con đường dẫn đến thành phố đều nằm dưới sự kiểm soát của Moscow. Ông này nhấn mạnh ba đã bị bao dây, lực lượng của chúng tôi kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố, việc cung cấp đạn dược cho lực lượng đồng trú Ukraine đã bị gián đoạn, việc luân chuyển cho bổ sung nhân lực của họ cũng bị dừng lại, ông nói. Theo ông, trên thực tế, Ukraine đã mất trung tâm hậu cường quan trọng này và cùng với đó là hàng nghìn binh sĩ, lính đánh thuê và một lực lượng lớn thiết bị quân sự. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết các lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo điện tử của quân đội Ukraine ở tỉnh Kiev trong ngày 27 tháng 2. Tại khu định cư Dovary ở tỉnh Kiev, trung tâm tình báo vô tuyến điện tử của quân đội Ukraine đã bị tấn công, ông nói. Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner, cáo buộc quân đội Ukraine đang sử dụng nhiều chất độc khác nhau để đối phó quân đội Nga ở vùng Donbass miền đông Ukraine, gồm các hợp chất phốt khác nhau và các chất độc hại ở dạng bột và khí. Bộ Quốc phòng Anh, một đơn vị tinh nhuệ của Nga, đang bị suy yếu. Tình báo quốc phòng Anh cho biết một đơn vị quân đội tinh nhuệ của Nga có thể không còn đáng sợ như trước đây vì những binh sĩ hàng đầu của đơn vị đang chịu tổn thất nặng nề trên chiến trường và việc bị thay thế bởi những chiến binh thiếu kinh nghiệm có khả năng chỉ làm suy giảm thêm khả năng của Moscow, tờ Business Insider đưa tin. Đơn vị này thuộc Sư đoàn Bộ binh Hải quân 155, được coi là đơn vị bộ binh có uy tín trong lực lượng vũ trang Nga, đã đứng đầu một số cuộc tấn công tốn kém nhất của Moscow trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trong bản cập nhật tin tình báo, Bộ Quốc phòng Anh đã chia sẻ hình ảnh vệ tinh từ ngày 9 tháng 2 cho thấy 10 xe bọc thép của Nga bị phá hủy gần thành phố Fulida, miền đông Ukraine, một trong những mặt trận mà quân đội Moscow đang tăng cường tiến quân. Phía Anh cho rằng bộ giáp bị phá hủy có khả năng là một phần của sư đoàn 155. Bản cập nhật tình báo cho biết đơn vị này đã bị buộc phải thực hiện một số nhiệm vụ chiến thuật khó khăn nhất trong cuộc chiến và đã phải hứng chịu thương vong cao. Giám đốc CIA, Nga có thể sẽ đề nghị giúp đỡ chương trình tên lửa Iran để đối lấy diện trợ quân sự. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA William Burns cho biết, Nga có khả năng sẽ đề nghị giúp đỡ Iran trong chương trình tên lửa tiên tiến để đối lấy diện trợ quân sự cho cuộc chiến Ukraine. Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài CBS, ông Burns lưu ý rằng Iran đã cung cấp vũ khí cho Ukraine mà sau đó được sử dụng Ukraine, bao gồm cả trong các sự cố mà cơ sở hạ tầng dân sự là mục tiêu. Theo ông, mối liên hệ này bây giờ dường như đang phát triển hơn nữa. Có những dấu hiệu cho thấy Nga đang đề xuất giúp đỡ chương trình tên lửa của Iran và ít nhất cũng xem xét khả năng cung cấp máy bay chiến đấu cho Tehran. Ông nói, trước đó, hôm 24 tháng 2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết các quan chức Mỹ tin rằng Nga có thể đăng lên kế hoạch cung cấp cho Iran các máy bay quân sự sau khi Iran gửi các loại đạn pháo rất cần thiết cho Nga. Khủng hoảng Ukraine, Nga-Trung tức giận trước cú xếp của EU-Mỹ Ngày 27 tháng 2, Nga chỉ trích Liên minh châu Âu, Mỹ sau khi Brussels và Washington thông qua gói trừng phạt mới nhằm cho Moscow do chiến dịch quân sự đặc biệt tàu Brenna. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng các lệnh trừng phạt mới của EU được thông qua vào tuần trước là rất vô lý. Theo ông Dmitry Peskov, các nước phương Tây đang cố tìm thêm cá nhân và thực thể để trừng phạt. Đồng thời ông nhấn mạnh, việc đưa các cá nhân và thực thể của Nga không liên quan vào danh sách trừng phạt là hết sức vô lý. Ngày 25 tháng 2, EU đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 nhằm vào 121 cá nhân và thực thể Nga, trong đó có 3 ngân hàng Nga, để cắt giảm nguồn cung cấp tài chính và quân sự của Nga cho cuộc khủng hoảng Tông Theo đó, các cá nhân trong diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài sản tại EU và không được cấp thị thực nhập cảnh EU. Gói trừng phạt mới bao gồm việc siết chặt các hạn chế xuất khẩu liên quan đến các loại hàng hóa có thể sử dụng vào mục đích dân sự và quân sự, cũng như các biện pháp nhằm vào một số thực thể các biện pháp trừng phạt mới tiếp tục loại một số ngân hàng của Nga, nhưng ngân hàng tư nhân Alpha Bank và ngân hàng trực tuyến Tinkoff khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu Swift và giảm hơn 10 tỷ euro thương mại giữa EU và Nga. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ được thông qua vào tuần trước là những nỗ lực vô ích và thiếu suy nghĩ nhằm làm suy yếu tiềm năng tài chính và công nghiệp của Nga, nhằm ngăn chặn Nga khỏi các mối quan hệ kinh tế quốc tế. Theo Nhà Trắng, gói trừng phạt mới nhắm vào các ngành ngân hàng, khai thác mỏ và công nghiệp quốc phòng sẽ nhằm vào hơn 200 cá nhân và tổ chức, bao gồm cả của Nga và nước thứ ba trên khắp châu Âu, châu Á và Trung Đông, vốn đang ủng hộ Nga. Trong khi đó, Trung Quốc bày tỏ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty nước ngoài với cáo buộc liên quan đến Nga, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả. Tân qua xã đưa tin, Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh bày tỏ lấy làm tiếc về các lệnh trừng phạt của Mỹ và nhấn mạnh đây sẽ là những biện pháp đơn phương và trái với luật pháp quốc tế. Phía Trung Quốc nêu rõ, Mỹ cần rút lại các biện pháp trừng phạt các công ty nước này. Về vấn đề Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định lập trường của nước này là khách quan và công bằng. Bà Mao Ninh cho biết, Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy các cuộc hòa đàm và tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Ukraine người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lưu ý việc mỹ tài trợ vũ khí cho ukraine sẽ khiến cuộc xung đột kéo dài cũng như khiến các bên khó đạt được giải pháp hòa bình